nó rất là rắc rối, nó Vậy rối 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 như là rối nùi luôn á. vậy À, lúc trước thì Di Dân cách đây vài tháng thì Di Dân nghĩ là sẽ cho ra mắt bài hát này sau Tết, nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì bắt đầu là Di Dân tự ngẫu hứng là Di Dân muốn cho ra mắt vào tháng 12 này đó. Nhưng là một cái phút ngẫu hứng mà Di Dân cảm thấy nó phải ra trong thời điểm này thì mới được đón nhận nhiều, nhưng mà không biết là được đón nhận hay không, nhưng mà mình theo cái ý kiến của mình nó là như vậy. Những ngày vừa qua thì các bạn khán giả cũng đã xem và cũng có rất là nhiều ý kiến ủng hộ cho MV này rồi, và mọi người đều rất là ấn tượng với một cái drama rất là nhiều nhân vật Rất xoay quanh cái câu chuyện tình yêu đó. nó rất là rắc rối, Vậy nó rối 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 như là rối nùi luôn á. vậy thì tại sao mình lại có cái ý tưởng làm cho một cái câu chuyện nó rối nùi như vậy ạ? Tại vì cái trường hợp này gặp ở ngoài đời rất là nhiều, nhưng mà tại vì mọi người chưa đưa nó lên phim ảnh và chưa đưa lên MV thôi. Như em cũng đã coi rất là nhiều cái trận đánh ghen được tung lên mạng, thì nó cũng là những cái câu chuyện nó tương tự như vậy. Nhưng mà cái trong cái câu chuyện của Di Dân thì nó phức tạp hơn nhiều, là một chàng trai, là một người thứ ba trong một cái mối quan hệ, cô gái kia cũng là người thứ ba nữa đó. Và hai cái nhân vật này đều chấp nhận mình là người thứ ba như vậy, rồi cuối cùng thì cũng tan vỡ, rồi cũng cũng chả có nhau. Nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào. Đúng, Vậy nên thì vì yêu cứ đâm và đầu. có thể thấy là trong những dạo gần đây thì MV của Vbop rất là nhiều đề tài Tuesday, người thứ ba, rồi những cái drama xoay quanh nhiều nhân vật như vậy, thì mình có sợ bị trùng lặp và bị hòa lẫn vào trong cái dòng chảy đó không ạ? MV Di Dân nghĩ là chưa có trùng lặp một cái MV nào, tại vì trước giờ Di Dân đều khai thác thật sự là rất là kỹ lưỡng về cái kịch bản. Nếu mà kịch bản mà nó giống với một cái kịch bản nào đó chắc chắn là Di Dân sẽ không có làm. Phải là một cái đề tài cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ đặc biệt, khác hẳn so với những cái đề tài khác, những câu chuyện khác thì Di Dân mới làm. Còn nếu mà làm mà bị trùng lặp thì mọi người xem cái MV này nó giống cái MV kia, giống như thì chị không có thích như vậy. Vậy thì trong quá trình quay MV này có cái điều gì thú vị mà mình có thể kể cho các bạn khán giả nghe được không ạ? Thú vị á? Thú vị thì chắc không thú vị đâu, tại vì trong cái thời gian mà quay đó chị Dân đang bị bệnh. Cách đó vài ngày, tầm ngày 21 đến 26 thì chị Dân có một cái lịch diễn nó liên tục và phải di chuyển từ Bắc Nam, Bắc Nam, Bắc Nam, nó cứ như vậy á. Thì trong thời gian đó thì mình bị thiếu ngủ, rồi bị rối loạn tiền đình. Thì không biết là cái ngày mình cứ bị hoang mang là không biết là cái ngày đó mình có đủ khỏe để có thể là mình duy trì từ từ 4 giờ sáng và đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, không đủ 24 tiếng để làm một cái sản phẩm như vậy. Thì rất là lo. Thì ngày hôm đó lại đi quay thì cái đầu nó cũng vẫn cứ quay và rất là khó chịu như vậy, mình mệt lắm nhưng mà vẫn cố gắng để có thể đủ tiếng, nó kịp tiến độ làm xong cái MV này để ra mắt vào ngày chín này đó. Vậy thì với cái cảnh nào trong MV anh cảm thấy là Tâm đắc nhất hả? đúng rồi, hay là khó nhất để quay, hay là tâm đắc À, nhất? đó là cái cảnh mà khi mà chàng trai đang ngồi buồn, uống ly rượu, thì anh quản lý anh tới anh nắm cổ áo. Đó là một, nói chung là cái đầu của Di Dân á, thì thời điểm đó thì không thể nào mà có thể làm cho nó, bác sĩ dặn á, là không có để cho nó phải căng thẳng lên, nếu mà nó căng thẳng nó sẽ trở nặng hơn đó. Thì quay cái phân đoạn đó thì phải anh quản lý anh nắm cổ áo lên, thì mình phải diễn nội tâm là mình khi mà hất cái cô gái đó xuống thì mình phải nổi nóng là mình phải đánh cái anh chàng này. Thì nó làm cái cảnh đó thì nó cũng khó, tại vì trước giờ chị Dân toàn là đóng vai hiền thôi. Bị phụ tình Bị rồi. phụ tình rồi hoặc là khóc lóc này, cái nhìn rất là yếu ớt. Mà trong cái MV lần này thì phía đạo diễn đã cho chị Dân mạnh mẽ hơn tí xíu, là có thể là đánh cái anh chàng quản lý đó luôn đó. Thì lúc đó diễn rất là căng, đầu mình lúc đó cũng rất là chóng mặt, rất là mệt nhưng mà vẫn phải cố đó, diễn phải nhập tâm. Thì mọi người cũng biết đó, khi mà mình diễn cái nhân vật ngoài như thế nào thì trong cái nội tâm mình cũng phải như vậy thì mới diễn ra cái thần thái được như vậy đó. Thì lúc đó mình phải căng ra, mình căng thẳng, mình cắn răng mình đánh lên đó cũng mấy lần
thì lúc đó là xém xỉu, nó rất là mệt đó. Rồi xong xong cái cảnh đó thì cái chàng trai này bước ra ngoài, bắt đầu cái cô gái kia vào đánh ghen đó, thì coi cảnh đó là chị Giang thấy đã nhất, Mâu thuẫn ví dụ đã đánh đẩy lên đã cao trào.